Tôi xin chào tất cả các bạn click vào video của mình. Chỉ trong 2 tháng vừa qua đã có rất nhiều những thông tư nghị định mới được ban hành cũng đã khiến cho người dân Việt Nam chúng ta trải qua hết hoang mang này đến phức tạp khác. Đặc biệt là nổi lên với hai thông tư có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2023 là thông tư số 24 năm 2023 của ông An quy định về cấp thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới và thông tư số 32 năm 2023 cũng của Bộ Công an quy định về quy trình tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của cảnh sát thông có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 năm 2023. Với rất nhiều những cái sự thay đổi trong quản lý biển số định danh cá nhân và thay đổi các nội dung về tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ. Và thông qua video ngày hôm nay, top 5 sẽ đi làm rõ và trả lời cho các bạn hai câu hỏi mà hiện nay nhận được phản hồi từ các bạn rất nhiều. Để lại bình luận cũng rất nhiều luôn và hiện nay cũng được các bạn quan tâm nhất đó là hiện nay đi xe của người thân, bạn bè có bị phạt lỗi xe không chính chủ hay không? Và một câu hỏi nữa là người dân không vi phạm giao thông thì cảnh giao thông có được dừng xe để kiểm tra không? Đây là những vấn đề mà người dân Việt Nam chúng ta đang rất quan tâm sau khi thông tư số 24 và thông tư số 32 có hiệu lực. Đầu tiên với câu hỏi đi xe của người thân bạn bè có bị phạt lỗi xe không chính chủ không? Với nội dung này, Top 5 đã nói thông qua video xe không chính chủ rồi. Tuy nhiên, ý, mình sẽ làm rõ hơn và cụ thể hơn thông qua video ngày hôm nay để các bạn có thể theo dõi. Trước hết, các bạn ý, cần phải à, hiểu rằng lỗi xe không chính chủ là cách gọi thông thường của người dân chúng ta đối với hành vi không làm thủ tục đăng ký sang tên xe để chuyển tên chủ xe trong giấy đăng ký xe sang tên của mình khi mua này được cho, được tặng, được phân bổ, được điều chuyển, được thừa kế tài sản là xe mô tô, xe gắn máy các loại xe tương tự xe mô tô. Mình sẽ lấy một ví dụ cụ thể để các bạn có thể hiểu rõ hơn như sau. Anh A có một chiếc xe xe tơ phiên bản năm trong hệ thống phanh chống bo cứng ABS mới nhất của năm 2024 với biển số 25B156789. Hiện thì anh A không sử dụng nữa và bán lại cho anh B. Thì theo quy định sau khi mua xe 30 ngày kể từ thời điểm chuyển quyền sở hữu thì anh A phải làm thủ tục thu hồi, đăng ký xe và biển số xe là 25B1 5, 6, 7, 8, đó. Và khi đó anh B phải làm thủ tục sang tên xe cho mình, làm thủ tục đăng ký xe mới với tên của mình và được bốc biển số mới. Trường hợp là nếu như anh B chưa có biển số định danh các bạn nha. Còn nếu có biển số định danh rồi, anh ấy sẽ lắp lên thôi và chỉ làm đăng ký mới là xong. Trường hợp mà sau 30 ngày không làm thủ tục đầy đủ theo quy định thì cả anh A và anh B sẽ đều phải bị xử phạt tiền theo quy định của pháp luật. Như vậy với ví dụ ở trên thì chỉ những trường hợp khi mua, được cho, được tặng, được phân bổ, được điều chuyển, được thừa kế tài sản là xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô mà không làm thủ tục sang tên xe theo quy định thì mới bị xử phạt lỗi xe không chính chủ. Còn việc ấy mượn xe của người thân trong gia đình này hoặc của bạn bè thì vẫn sẽ lưu thông trên đường một cách bình thường các bạn nha. Và chắc chắn 100% luôn là sẽ không bị xử phạt về lỗi xe không chính chủ. Các bạn lưu ý cho mình như vậy. Đồng thời thì theo khoản 10, điều 80, nghị định 100 năm 2019 của chính phủ thì có nêu rõ rất rõ rồi. Việc xác minh để phát hiện vi phạm về lỗi không sang tên xe chính chủ chỉ được thực hiện qua hai cách. Thứ nhất là qua công tác điều tra giải quyết vụ tai nạn giao thông và thứ hai là qua công tác đăng ký xe. Như vậy thì cảnh giao thông ấy sẽ không kiểm tra lỗi chính chủ khi dừng xe kiểm tra giấy tờ của các bạn và đồng thời sẽ không phạt lỗi xe không chính chủ. Tuy nhiên ấy cần lưu ý rằng tại thời điểm cảnh giao thông dừng xe kiểm tra đó mà bạn vi phạm các lỗi giao thông khác ví dụ như là uống rượu bia điều khiển xe này hay là không mang giấy tờ theo quy định hay không bật đèn xi nhan khi chuyển hướng hay vượt đèn đỏ hay không đội mũ bảo hiểm vân vân và mây mây thì vẫn bị xử phạt về các lỗi đó theo quy định của pháp luật các bạn nha chính vì vậy top 5 khuyên các bạn nha dù là mượn xe của người thân hay của bạn bè thì khi điều khiển xe lưu thông trên đường hãy mang đầy đủ giấy tờ và chấp hành các quy định khi tham gia giao thông có như vậy thì sẽ tự tin này và sẽ không bao giờ bị xử phạt về lỗi xe không chính chủ. Tiếp theo video ngày hôm nay với câu hỏi Người dân không vi phạm giao thông thì cái giao thông ấy có được dừng xe để kiểm tra hay không? Đây chắc chắn là một vấn đề mà các bạn đang quan tâm và thắc mắc rất là nhiều. Hiện nay thì nhiều người dân có thắc mắc về việc bản thân không vi phạm giao thông nhưng vẫn bị cảnh giao thông tuyết còi vào kiểm tra giấy tờ. Vậy việc làm như vậy có đúng luật hay không? Theo khoản 1, điều 16, thông tư số 32 năm 2023 của Bộ ban có quy định rất rõ rồi. Khi cán bộ cảnh giao thông thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát theo kế hoạch được dừng phương tiện giao thông để kiểm soát trong các trường hợp như sau. Trường hợp 1: Trực tiếp phát hiện hoặc thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện thu thập được các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Trường hợp 2: thực hiện mệnh lệnh kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, trật tự xã hội, kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm theo chuyên đề bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, trật tự xã hội đã được cấp có thẩm quyền ban hành. Trường hợp 3, có văn bản đề nghị của thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra, văn bản đề nghị của cơ quan chức năng liên quan về dừng phương tiện giao thông để kiểm soát, phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm phòng chống thiên tai, cháy nổ, phòng chống dịch bệnh, cứu nạn, cứu hộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Văn bản đề nghị phải ghi cụ thể thời gian, tuyến đường, phương tiện giao thông dừng để kiểm soát, xử lý, lực lượng, tham gia phối hợp. Trường hợp 4, có tin báo phản ánh kiến nghị tố giác của tổ chức cá nhân về hành vi vi phạm pháp luật của người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Như vậy, dựa vào 4 trường hợp nêu trên, người tham giao thông không vi phạm thì cảnh giao thông vẫn được dừng xe kiểm tra nếu thuộc trường hợp 2, 3 và 4. Các bạn lưu ý cho mình như vậy. Tuy nhiên, theo điểm D khoản 1, điều 3, luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, nếu sau khi dừng xe mà phát hiện lỗi và xử phạt, thì cảnh giao thông ấy phải chứng minh được lỗi vi phạm của người tham giao thông được kiểm tra. Đồng thời, người bị xử phạt có quyền tự mình chứng minh không vi phạm giao thông. Các bạn lưu ý cho mình ở nội dung này các bạn nha. Và đó, toàn bộ nội dung thông qua video ngày hôm nay Top 5 đã chia sẻ rất kỹ và trả lời cho các bạn hai câu hỏi mà các bạn đang quan tâm rất nhiều trong thời gian vừa qua để lại bình luận ở phần nhận xét cho mình rất nhiều luôn là đi xe của người thân bạn bè có bị phạt lỗi xe không chính chủ hay không và người dân ấy không vi phạm giao thông thì cảnh sát giao thông có được dừng xe để kiểm tra hay không thì bằng những ví dụ dẫn chứng cụ thể Thông qua thông tư số 24 và thông tư số 32 của Bộ An ấy, mình đã nói rất rõ rồi. Các bạn có thể tham khảo một cách chi tiết các bạn nha. Đồng thời các bạn cũng có thể tham khảo rất nhiều các video trước đây. Top 5 đã làm một cách cụ thể nói tường tận về các nội dung của hai thông tư này. Các bạn có thể vào kênh Top 5 của mình để tham khảo thêm. Còn với những bạn nào còn thắc mắc hay còn những vấn đề gì nữa, các bạn cứ thoải mái để lại bình luận ở phần nhận xét để chúng ta cùng nhau hoàn chỉnh hơn, hoàn thiện hơn và làm cho video của Top 5 mình nha. Ok hơn các bạn nha. Rồi, cảm giác lại của mình, nếu hai các bạn like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Top 5 các bạn nha. Xin chào và hẹn bạn ở những video tiếp theo.